Chào cả nhà, hôm nay anh em tụi em làm ẩm thực nha cả nhà. Đó, giờ ra review dàn bầu cho cả nhà xem trước này. Bầu hôm nay nó có trái chút không nè cả nhà ơi. Như có trái bự, cũng có trái bự mà ít lắm cả nhà. Đây, có mấy trái bí khổng lồ nè cả nhà. Nhà thấy trái bí khổng lồ không? Đây một trái khổng lồ nữa nè cả nhà. Đó, bí nào bí nấy nó bự chừng dần luôn. Nó trăng phiếu à. Bí này trồng để dành nấu làm trà bí đao uống nha cả nhà. Trồng để dành trái bự đây nữa nè cả nhà. Đó. Trồng lên để trái bự lên để nấu nước uống nha cả nhà. Còn trái con quá trời nè, trái nhỏ nhỏ nè. Cái nhỏ nhỏ đây nữa nè cả nhà. Đó. Có hai trái bầu hồ lô nữa nè cả nhà. Đó, hai trái bầu hồ lô và bí. Đây có dây đậu rồng nữa nè cả nhà. Đậu rồng mà trái từ dưới gốc trái lên tới ngọn nè cả nhà. Đó. Hay trái dưới gốc không? Có một dây hai dây gì mà trái quá trời nè cả nhà. Đó nè, trái non thôi mà, thấy không? Đó, non thôi mà. Vài bữa nó lên nhiều nữa đi. Quay lại cho cả nhà xem nữa. Đây có dưa chuột, nó vàng dưa chuột nè cả nhà. Mà nó ở dây sao héo quay rồi, mới lên nè, có trái non à, có trái non rồi nè, nhà hai trái non không, trái non á, thì bữa nó trái bự đi, quay cho cả nhà xem tiếp, nãy mình mần hai gà nha cả nhà, đó giờ mình bỏ lên nồi mình luộc rồi nè. Mình bắt nước bỏ nồi mình luộc rồi nha cả nhà. Hôm nay mình làm gà nấu cháo xeo phai bóp rau răm. Rồi cả nhà đợi chút xíu nha, giờ em đậy nắp lại cả nhà đợi chút xíu cho nó chín xong rồi tiếp tục cho cả nhà coi tiếp nha. Được, nói chung là gà nấu cháo trộn gỏi đơn giản cả nhà, rau răm với hành thôi, chút nữa nêm nếm sao cả nhà, này đơn giản chứ không có gì hết trơn á. Bỏ luộc hai gà, chút nữa mình nấu cháo xeo phai trộn gỏi với nha cả nhà, bóp rau răm rồi quay lại cho cả nhà xem nha. Hành trình gỏi gà cháo gà quá ngon luôn, quá hấp dẫn luôn cả nhà ơi. Giờ mình trở gà nha cả nhà. Gà chắc cũng gần chín hả? Rồi em mời cả nhà. Giờ mình trở gà ha. Chín rồi. Trở ơi, chưa chín đâu. Lên khói luôn ha. Dựng nồi nhảy xuống đất luôn á. Ok ha. Gà ta. Gà này gà ta nha nhà. Cả nhà. Gà thả vườn nha. Gà ngon ghê. Xong rồi mình bỏ gạo vô. Ừ. Bây giờ bỏ gạo trong lần luôn thì cũng được. Gì không? Lo không gạo đi. Vô nhà xúc hả? Giờ vô nhà xúc gạo ra bỏ gạo đưa luôn nha cả nhà. Gà nó cũng chín rồi. Ra xéo hai rồi gà chín rồi cái cháo nó chín luôn rồi vừa.
Ở nhà thấy mê không? Quá ngon luôn cả nhà ơi. Già nó nứt nẻ. Quá ngon luôn. Ờ, lấy một chén gạo đi. Đổ một chén vô được rồi. Đâu lâu vậy? Vậy chén gạo khỏi vì nước cháo do gì để coi cám mà ăn cho nó bổ. Giờ chén bự dữ rồi, chén ăn tô giờ gà chín rồi, vớt gà ra nha cả nhà. Gà này gà nhà nè cả nhà, gà này là ăn quyết luôn cả nhà. Ngon ghê cả nhà. Hai con rồi nha cả nhà. Con này chân lớn luôn. Hai con. Nó cháo á, giờ chuẩn bị nó sôi lên nó là chín. À, hai con rồi cả nhà. Bịt chanh nè. Cà chua nè, hành rau răm đồ có đầy đủ rồi nha cả nhà. Vậy là ok, chuẩn bị thôi để gà nó nguội cái xong rồi xé ra nha cả nhà. Giờ là ăn 6 đâm muối ớt nha cả nhà. Đâm muối ớt đặng ớt muối bột ngọt. Chút nữa mình chấm nặng chanh vô, mình chấm gà ăn nha cả nhà. Rồi chào cả nhà anh Sáu. Giờ Sáu anh xé gà nha cả nhà. Nhưng mà tay anh cũng rửa tay rồi, rửa sạch rồi. Anh Sáu anh xé gà ra. Ta bự như dài. Xé bự bự sao? Vừa ăn được rồi, bữa quá cũng không ngon. Cánh bé mà hai được rồi, đó, ừ. Đó, đặt ra kiểu rớp rớp, đã không cả nhà? Này mà nãy nóng sao xé nổi. Để nguội mới xé chứ, nóng sao xé. Hai con rồi nha cả nhà. Nhà thấy gà ta ngon cả nha. Gà thả vườn. Quá ngon luôn. Xé cái bắp đùi rồi. Đó, lại cái bắp đùi vậy cũng ngon vậy. Đó, cái đùi vậy để xước cái ngon nha cả nhà. Đã luôn, đó, xé dùm anh ra vậy đó. Quá ngon luôn cả nhà ơi. Nhà hay rổ rau hấp dẫn không? Hành nè. Đi rau răm nè, không làm sẵn hết trơn, quá ngon luôn cả nhà. Cái này gà xong rồi cái trộn bóp rau răm, hai gà một chảo luôn cả nhà, mê không? Đèn sáo của gia đình tôi đó cả nhà. Rồi để miếng xương vậy luôn đi. Rồi còn gì, còn đuôi còn gì nữa không? Rồi xong rồi. Rồi lấy kéo hết rồi ra đi. Chưa nặng chanh rồi, thôi để đó đi nặng chanh. Xe rau răm trước đi. Xe rau răm để đó luôn rồi xong đi nặng chanh.
hết trụ đầm luôn rồi. Trộn miếng cháo, trộn ôm luôn. Ít trụ đầm. Quá ngon luôn cả nhà ơi. Rồi vô lấy cái tô, lấy chén gì nặng chanh. Giờ tới lượt nặng tắc nha cả nhà. Này trộn bằng tắc nha. Uống chưa ta? Chưa đâu. Cái nữa. Không nó chua mới ngon. À, được rồi. Cái muỗng vớt hột. Cái muỗng lấy đường, lấy bột ngọt. Hoặc là lấy cà no, lấy đường, bột ngọt thôi. Hỏi lấy no. Cái này đường nhiều á. Vớt hột, chanh đi. Bốn muỗng đường à? Nhiều lắm. Bốn muỗng đường. Hai muỗng hay từ từ chút mình ấy. Hai muỗng là lạc. Rồi. Rồi cho muỗng lưng lưng nữa. Được ba muỗng nha cái này. Hai muỗng bột ngọt. Ôi, rồi nhiều à. Rồi muối, muối giờ chan vô nha cả nhà. Thêm muỗng muối nữa, muỗng cà phê á. Rất nhiều rồi. Rồi được rồi. Hấp dẫn mấy hai cái nhà. Cái đũa sấn nó lên. Đó. Giờ trộn lên nha cái nhà. Quá hấp dẫn luôn cả nhà. Rồi vậy là xong một cái chảo gỏi nha cả nhà. Rồi đủ. Giờ mình bắt chảo dầu lên nha cả nhà. Đợi dầu nóng cái rồi. Rồi mở vô. Bỏ hành tỏi vô trước. Giờ kheo hành heo tỏi đổ vô nồi cháo nha cả nhà. Quá ngon luôn cả nhà ơi. Có cháo riêng nữa. Ngon, ngon, hành vô. Bỏ của hà, gốc hành vô kèo luôn nha cả nhà. Nhà kia anh bỏ vô nào cháo á, anh kẹo. Không có, kẹo luôn. Có cái bỏ nào cháo riêng. Quá hấp dẫn luôn nha cả nhà. Cái cách anh làm khác của mình nha cả nhà. Rồi chưa cũng vàng lên rồi. Được rồi thôi người được vàng lên tẩu một tấn nổi. Nghe mũi thơm quá rồi chịu sao nổi. Chảy nước miếng nuốt nước ực ực nãy giờ. Quá trời thơm. Ở nhà hay chảo mới không? Chảo hành rồi tỏi thơm.
nứt mũi luôn cả nhà ơi. Quá thơm luôn cả nhà. Kẹo hết luôn hả? Đấy anh Sáu nó vàng vậy là anh nhắc xuống là vừa á. Nó vàng vậy anh nhắc xuống là vừa á, chứ để nó nữa là nó đen á. Tắt luôn đi. Rồi cho qua nào luôn. Đó cho vô nồi cháo cả nhà. Đó xèo luôn. Tèo luôn. Đó, quá ngon luôn cả nhà ơi. Quá ngon luôn. Rồi giờ nêm nếm nữa là ăn nha cả nhà. Ăn chưa? Rồi nêm nếm đi. Chưa, từ 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 ra cắt hành. Rồi cắt hành đi. Cho anh hai vô nha nếm đi. Có anh hai mới lại nè cả nhà. Chào cả nhà anh hai. Hello, xin chào cả nhà nha. Rồi anh hai nêm là cháu anh hai. Sao trắng anh nêm luôn ấy. Chưa nêm gì hết anh hai nêm luôn ấy. Vô đậu bếp vô ơi. Nêm cháo nha cả nhà. Một nêm lâu rồi. Ủa đây hả? Ờ, một nêm, một ngọt đường ngoài kia. Sau này cháo được nêm đường ngọt quá không ăn được. Đi đó. Nêm đi cháo. Đấy. Đây là đậu bếp là cũng đứng hàng đầu cả nhà nha cả nhà. Đứng hàng đầu ở nhà của ảnh đó chứ không phải là cả nhà. Ảnh là cũng người mẫu mực của gia đình đó nha cả nhà. À, là anh Hai Đức. Đó, đường hay bột ngọt. Nói lớn lớn lên cho cả nhà xem chứ coi. Đặt cái bột ngọt thêm làm cháo cho cả nhà. Nói vui vậy thôi chứ cả một biết giữ cả nhà được không? Em được đây được chưa? Rồi, ok à, ok nói cả nhà coi được chưa? Ok rồi cả nhà cho nó xảy luôn. Ok phải không? Rồi anh em vô ngồi. Nè mấy ông lại ngồi đi. Vô ngồi ăn đi. Cho ông vô luôn. Về cho mấy nó coi chứ. Đâu ai vậy? Đâu đó của ai vậy? Đi ra tao có một con tí. Rồi mời cả nhà ăn lên sao. Mày nó bụng quá. Ngồi đông quá. Rồi mời cả nhà dùng cháo nha. Rồi mời mọi người ăn cháo nè. Cháo gà. Bữa nay nhà mình được hai con gà mầm nha cả nhà. Giờ nó xé phai trộn rau răm nấu nồi cháo. Mời cả nhà dùng với anh em tụi em nha. Hello, mời mời người ăn nha. Ngon quá. Gấp miếng gà lên mời cả nhà coi. Cảm ơn. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà ăn nha. Quá ngon luôn.
đúng không? Đúng mất rồi. Rồi cô bé ăn xong vô ăn đây, xong rồi mời gấp miếng gà, mời cả nhà nữa rồi. Ờ, gấp cái nào cho ngon ngon, cho bự bự lên, chấm muối rồi. Ừ. Mời cả nhà nè. Rồi, giá vàng cẩu lên, ngon lắm, cảm ơn đàng hoàng. Đó. Rồi. Ngon ngon. Ok, quá ngon rồi cả nhà. Ăn đấy, ăn đấy, cứ ăn, mấy người cứ ăn trước đây, ăn bình thường. Rất là ngon. Lại ăn nè. Gà này là hổ luôn á. Anh hai cắt cái cắt không ha, quay luôn. Anh hai cắt cái ảo anh hả? Anh hai cắt cái ảo. Cái nồi lao đây, dắt đây đi. Ôi giời. Ngon quá. Rồi ăn đi, ăn đi. Gà này nó vừa thơm. Vừa ngon. Rồi ăn hết chén ra đi cậu ơi, chào cả nhà cậu ơi. Rồi chào cả nhà nha. Rồi chào cả nhà nha. Em xin kết thúc clip đây nha. Cả nhà thấy có vui có gì cho em xin một like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều nha. Bye bye.